tính mà tính quên, mình tính đến cái kèm. Thì trong nhà thì anh cũng cái tầm của mình. Cái dài là bên tay phải. Tay bỏ nó vừa trước đúng không? Đúng rồi. Rồi mỗi lần nó hết bông rồi lấy xuống thay cái chậu bông khác được hả? Lạc lan nó hết bông mình cắt cái này mình cứ tưới cho nó, nếu mà nó còn sống mình cứ để nó vẫn đẹp mà. Nó đâu cần biết cái bông, bông là mình tự mình anh thích bông lan thì mình mua cái bông lan okay, mình cắm thôi. Không, cái dây này thì là ở Amazon, anytime. Đúng rồi, Amazon. Châu cái chợ Trader Joe ở trên 75 á. Ờ sao? Nè, cái nó về. Cái cây nó về thôi, cái chỗ đó nó vậy. Là mình đưa cái chậu bà qua bên kia. Tại vì cái em muốn cái chỗ này là cái cây chậu bà luôn hay là em muốn cái